sân sẽ còn lầy lội hơn và điều đó sẽ gây khó khăn cho hai đội, đặc biệt là các đội Hoàng Gia Lai với lối chơi kỹ thuật suýt nữa có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Pha băng vào là của Diego Fagan. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt góc của các cầu thủ Hải Phòng. Fagan đã băng lên và thực hiện pha đệm bóng sau khi bóng bay qua đầu của Anthony Steven và các cầu thủ hậu vệ bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Rất hay của Đức Dương. Anthony Steven làm gì? Diego Fagan đã biệt vị. Trọng tài đã bắt biệt vị. Không có bàn thắng cho Hải Phòng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một pha phối hợp giữa hai tiền đạo người Jamaica. Rất rõ Diego Fagan đã đứng dưới hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai trong tình huống nhận đường chuyền của Anthony Stevens. Romani Cosmi Moyan với chiều cao sấp xỉ 1m90 để có thể thu vào. Đó là một cú đánh góc có lẽ là của Đức Dương. Đức Dương đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Quả tạt từ cánh phải trước đó là của Minh Châu. Sau đó là một pha làm tường đánh đầu trên bóng của Diego Fagan. Đức Dương nhận bóng ở thế miếng trả miếng của hai đội. Rất nỗ lực. Ra thêm những cơ hội cho các cầu thủ Hải Phòng thực hiện những pha phản công như tình huống vừa rồi. Cơ hội không được, vẫn còn. Chúng ta xem lại cơ hội dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Một quả tạt Dragicevic lỡ nhịp và cầu thủ tiếp theo của Hoàng Anh Gia Lai băng vào cũng không kịp dứt điểm. Đó là pha phối hợp với Diego Fagan, Anthony Steven đối mặt dứt điểm, thu vào. Có thể thấy được sự nguy hiểm của bộ đội sát thủ người Jamaica. Dù bị kèm rất chặt nhưng Anthony Steven và Diego Fagan vẫn có thể thực hiện một pha phối hợp với nhau để tạo ra cơ hội ghi bàn. Út Cường lại là một pha phạm lỗi của Đặng Khánh Lâm. Đó là chiếc thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ số 17 bên phía Hải Phòng. Như vậy từ phút này trở đi, đội chủ sân Lạch Tray chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ. Trước đó trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã bỏ qua một pha phạm lỗi của Khánh Lâm ở tình huống cách đây vài phút. Nhưng lần này thì Văn Toàn, cơ hội cho Văn Toàn. Dứt điểm, không vào. Cú sút xa đẹp mắt và rất bất ngờ. Đó là cú ra chân của Võ Út Cường. Một cú sút có lực rất căng. Có lẽ nếu bóng đi chính xác thì